Làm đi, cuốc đi. À dồi, một bãi chiến trường đây, anh em này. Ôi dồi, anh em chuẩn bị xây nhà mới nha. Nhà cũ không dùng nữa, nát hết rồi. Thuê máy về phá hết rồi. Bây giờ chuẩn bị làm cái mới cho nó đẹp hơn, khang trang hơn. Ôi dồi. Ý, sợ chưa? Máy làm một lúc xong luôn. Đấy, anh em đang xem đâu chưa? Ôi ô, liền. Bài, bỏ cái mày này. Ê, ăn bếp bà nâng tốt đẹp đây à. Đây, ăn bếp bà hết bài thường. Xù về vác lắm ạ. Ây ú, ảo tí không ạ? Ây ú, ảo tí, ảo tí, ảo tí. Ấu lô. Mê, cúi lên luôn. Ừ. Ô, thế thì quần tụp à? Cả là chút tụp đấy ạ. Ôi dù. Này là chủ may xúc của nó này. Ô tô mà thả. Ô của đông vật liệu này. Đông vật liệu sao mới thầu đấy chị chiều à? Đông vật liệu này ạ. Không lẽ cái này ạ. Ô ô lùm nhăng nhở. Cái này à. Ô, mà nghe cái bộ phận thắc mắc luôn. Ô, sát vùn. Bây giờ trắng bằng u you
Mấy, một van tường này.